Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách nấu chè chuối sáp nước cốt dừa thơm ngon béo ngậy và cái cách làm cho chuối sáp của mình nó sẽ dẻ hơn và thơm ngon hơn nha. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cách nấu chè chuối thơm ngon và lạ miệng thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chuối sáp ha. Chuối sáp ở đây thì mình sử dụng 2 nải nè, 4 củ khoai lang và 70g bột khoai, 70g bột bán. Mình sẽ có một trái dừa khô, tí mình sẽ nạo ra và mình vắt nước cốt và nước dạo nha. Đầu tiên đối với phần chuối sáp này thì chúng ta sẽ mang đi luộc. Và khi mà nước sôi thì các anh chị và các bạn luộc trong vòng 5 phút thôi là nó nứt cái vỏ ra, là các mình chúng mình sẽ ngưng nha. Rồi mình sẽ bỏ ra và mình lột ra. Bây giờ thì mình sẽ ngâm bột khoai và bột bán. Mình sẽ ngâm cho tới khi nào mà bột khoai bột bán của mình nó nở ra thì chúng ta sẽ tiến hành mình đi nấu. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều đó ạ. Rồi mình sẽ để ở đây một chút. Quay lại thì chúng ta đã vắt nước cốt dừa rồi nè. Mình đã cho 2 lít nước cốt dừa dạo vô một cái nồi rồi. Bây giờ thì mình sẽ nấu lên nha. Và đây thì khoai lang mình đã gọt vỏ và mình đã cắt thành những cái khúc to to như thế này. Mình sẽ cho vô và mình sẽ nấu luôn nha. Rồi mình đậy nắp lại và cho tiến hành cho cái nước cốt dừa này nó sôi lên. Và đây là phần chuối sáp sau khi mà mình luộc, nó sôi luộc tầm 5-7 phút thì nó nứt cái vỏ ra, thì mình đã lột vỏ ra được cái phần chuối sáp này nha. Ở bên đây thì mình có một tô nước cốt dừa cốt á, mình để tí mình cho vô để cho nó béo. Rồi bây giờ thì tiến hành là mình đã thấy là nó sôi rồi, mở nắp ra và mình đã kiểm tra. Bây giờ thì mình kiểm tra thấy cái khoai của mình nó đã vừa mềm tới nha. Đó, mình sử dụng cái đũa nè, mình xiên vô thì mình thấy cái khoai nó vừa chín tới. Sau khi cái khoai vừa chín tới thì chúng ta sẽ cho bột khoai vô. Kế tiếp thì mình sẽ cho chuối sáp vô ha. Như đã nói thì bột khoai mình đã ngâm cho nó nở ra rồi đó, nên là mình bỏ vô mình nấu thì rất là nhanh luôn. Chuối sáp thì mình luộc cũng đã chín được ở tầm 80% rồi, nên là bây giờ mình cho vô mình luộc chỉ cần chút xíu thôi. Sau khi mà mình nấu được ở tầm 5 phút thì chúng ta sẽ cho bột bán vô. Và bây giờ thì mình sẽ nấu cho tới khi nào mà bột bán của mình nó vừa chín tới là chúng ta sẽ nêm nếm đường nha. Cho một lọn lá dứa vô nữa để tăng thêm mùi thơm. Lưu ý rằng sau khi mà mình cho bột khoai bột bán vô rồi thì các anh chị và các bạn lâu lâu mình cứ đảo để tránh trường hợp nó bị lắng xuống dưới và nó bị khét nha. Rồi bây giờ thì mình đã thấy bột khoai nó và bột bán đã chín thì chúng ta sẽ cho đường. Và lượng đường thì tùy thích vào khẩu vị của gia đình các anh chị và các bạn nha. Mình thích ăn ngọt thì cho ngọt và thích ăn lạc thì cho lạc. Mình giảm tăng giảm lượng đường theo sở thích của mình. Ở đây thì mình cho có tầm 200g đường á. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái lượng nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa ở đây thì mình sẽ cho cỡ tầm 500-700ml nước cốt dừa đặc đó. Mình sẽ cho vô ha. Và để tăng thêm cái mùi vị lên thì chúng ta sẽ cho dằn vô đây thêm 1/3 muỗng cà phê muối nữa để cho cái vị ngọt của nó thanh thanh hơn, ngọt thanh hơn nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nồi chè ngày hôm nay rồi đó. Mọi người thấy nó hơi loãng một chút xíu thôi, nhưng mà khi mà nó nguội rồi, bột khoai, bột bán của mình nó nở ra nữa thì nó sẽ đặc hơn nha các anh chị nha. Mình không có nên là mình nấu cho nó ngở bung ra thì khoai và chuối nó sẽ bị chín rục quá. Và đây là thành phẩm của mình nè. Khi ăn thì các anh chị và các bạn sẽ cho một ít nước cốt dừa đặc, nước cốt dừa mà nãy mình chừa làm chút xíu á, cho lên để tăng vị béo nha. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách nấu chè chuối sáp tại nhà. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ. Rồi kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.